Cô chào các em học sinh thân mến. Như chúng ta đã được tìm hiểu, thì từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, trên thế giới, các cuộc cách mạng tư sản đã thắng lợi tại hầu hết các nước ở châu Âu và Bắc Mỹ, như là Anh, Pháp, Đức, Italia, Mỹ. Và để toàn thắng chế độ phong kiến về mặt kinh tế, thì giai cấp tư sản còn phải tiến hành cuộc cách mạng thứ hai sau cuộc cách mạng tư sản, đấy chính là cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, và tiếp theo đó là cách mạng khoa học kỹ thuật. Vậy thì tại sao giai cấp tư sản phải tiến hành cuộc cách mạng này? Vì giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không luôn luôn cách mạng công cụ lao động. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này qua bài học hôm nay nhé. Chủ đề: sự phát triển khoa học kỹ thuật văn hóa thế kỷ 18 nửa đầu thế kỷ 20. Bài hôm nay được tích hợp từ bài 8 và bài 22. Các em sẽ theo dõi sách giáo khoa trang 51, 52, 53, 54, 55 và trang 109, 110, 111 và 112. Chủ đề hôm nay gồm có 3 phần. Một la mã là các thành tựu tiêu biểu về kỹ thuật. Hai la mã là những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Và ba la mã là thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một la mã trước, đó là các thành tựu tiêu biểu về kỹ thuật. Phần một la mã này cũng sẽ có 5 phần nhỏ. Thứ nhất là công nghiệp, 2. Giao thông vận tải, 3. Thông tin liên lạc và điện ảnh, 4. Nông nghiệp, 5. Quân sự. Chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ trước, công nghiệp. Công nghiệp có những thành tựu tiêu biểu nào? Cô mời các em, chúng ta có thể theo dõi sách giáo khoa trang 51 và trang 52 nhé. Trước hết, đó là kỹ thuật luyện kim được cải tiến. Nhà bác học Henri Bessemer đã tìm ra phương pháp luyện thép, làm cho thép giá thành được hạ và được sử dụng rộng rãi, và dẫn tới việc thép thay thế các vật liệu khác vốn thua kém nó về mọi mặt. Nhờ đó, cùng với sắt, thép được sử dụng phổ biến trong sản xuất như là chế tạo máy, làm đường ray, đóng tàu và xây dựng, và dùng trong sản xuất vũ khí. Thứ hai là phương pháp sản xuất nhôm. Theo truyền thuyết hay là sự thật về nhôm, thì nhà viết sử cổ đại Ninipo có kể lại một sự kiện lý thú từng xảy ra gần 2.000 năm về trước. Một hôm, một người lạ đến gặp hoàng đế La Mã Tiberi. Người đó mang tặng hoàng đế một cái chén do chính mình làm ra từ một thứ kim loại lấp lánh như bạc nhưng lại rất nhẹ. Người thợ nói rằng anh ta lấy được thứ kim loại mà chưa ai biết này từ đất sét. Có lẽ Tiberi ít khi bận tâm biết ơn ai, và ông ta cũng là một hoàng đế thiển cận, sợ rằng thứ kim loại mới với những tính chất tuyệt vời của nó sẽ làm mất hết giá trị của đống vàng và bạc đang cất giữ trong kho của ông. Cho nên vị hoàng đế này đã ra lệnh chém đầu người phát minh và phá tan xưởng của anh ta, để từ đấy về sau không còn ai dám sản xuất thứ kim loại nguy hiểm ấy nữa. Mãi đến thế kỷ 16, lịch sử của nhôm mới được ghi thêm một trang mới. Và đến cuối thế kỷ 19 thì ngành sản xuất nhôm đã trưởng thành vượt bậc. Kết quả là giá kim loại này giảm xuống rõ rệt, thu hút
sự chú ý của giới công nghiệp khi mà các ngành chế tạo máy bắt đầu phát triển mạnh mẽ nè. Ngành công nghiệp ô tô cũng đã có vị trí đứng vững vàng, ngành hàng không đang đi những bước đầu tiên, mà trong tất cả những ngành đó, nhôm đóng một vai trò quan trọng nhất. Cùng với ngành luyện kim phát triển đã thúc đẩy cho việc khai thác than đá là một nguồn nhiên liệu mới. Ngoài ra, dầu mỏ cũng được khai thác để thắp sáng và cung cấp nhiên liệu cho giao thông vận tải. Máy chế tạo công cụ cũng được ra đời như là máy tiện, máy phay. Bên cạnh đấy, có một nguồn năng lượng mới, đó là điện. Thì điện có sẵn trong tự nhiên, nhưng mà người có công làm ra một cái pin điện, đó là ông Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Năm 1800, ông đã có công phát minh ra pin điện đầu tiên và lấy tên của mình đặt cho tên pin, đó là pin Volta. Pin này có thể sản sinh ra dòng điện liên tục và ổn định. Việc sử dụng rộng rãi năng lượng điện đòi hỏi những động cơ hoàn chỉnh hơn để giúp cho các nhà máy phát điện hoạt động. Do vậy, từ cuối thế kỷ 19, bên cạnh máy hơi nước thì đã có những tuabin liên hợp với dynamo thành máy tuabin phát điện, cung cấp nguồn điện năng mạnh mẽ và rẻ tiền. Các em có thể tìm hiểu thêm về phát minh pin Volta trên đường link mà cô để dưới slide nhé. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Đó là máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. Như ở bài trước chúng ta đã được học về người phát minh ra máy hơi nước, đó chính là James Watt. Hôm nay cô xin giới thiệu với các em một đoạn video. Ông không phải là người đầu tiên chế tạo ra động cơ hơi nước, nhưng ông chính là người đã cải tiến và biến máy hơi nước trở thành một trong những nhân tố quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, đưa nước Anh trở thành cường quốc công nghiệp và đưa lịch sử thế giới bước sang trang mới. Ông chính là James Watt, là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. James Watt sinh ngày 19 tháng 1 năm 1736 tại một thị trấn ven biển Greenock ở Scotland thuộc Vương quốc Anh. James Watt sinh ra trong một gia đình khá giả và cũng có học thức. Từ bé, James Watt là một cậu bé yếu ớt bệnh tật và thường xuyên bị chứng đau đầu hành hạ. Do vậy, James không thể đến trường, mặc dù cậu đã quá tuổi đi học. Vai trò của người mẹ là vô cùng to lớn đối với James Watt lúc đó, khi bà thường xuyên khuyến khích con trai chơi các loại dụng cụ và dạy cho James học chữ và học toán. Bởi thế mà, dù không đến trường đúng tuổi, nhưng cậu bé James vẫn sớm tạo cho bản thân khả năng suy nghĩ và quan sát thế giới xung quanh. Trong một lần ở bên nhà bà ngoại năm 8 tuổi, James Watt rất chăm chú vào chiếc ấm đun nước. Khi nước trên lò sôi, hơi nước phụt ra từ chiếc vòi của nó, rồi nắp ấm bạch nhảy múa liên hồi trên miệng ấm, đồng thời có rất nhiều hơi bay lên. Những lúc như thế, James thường đứng tần ngần hàng giờ đồng hồ bên bếp lò quan sát và suy nghĩ hiện tượng chiếc ấm đang sôi sùng sục, bốc hơi và xì hơi nước ra ngoài. Chính những quan sát từ thời thơ bé ấy đã gợi lên trong James Watt sự thôi thúc khám phá và tạo ra thành công trong cuộc đời sau này của ông. Hầu như trong suốt quá trình học tập của James Watt đều là tự học. Ông đã được nuôi dưỡng lòng say mê khoa học từ bé, cho nên dù không đến trường, ông vẫn thường tự đọc sách về khoa học để bồi dưỡng thêm kiến thức. James còn học thêm nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italia để có thể đọc sách nguyên bản của các nhà khoa học ở các nước này. Bên cạnh việc tự học thêm trong sách vở, James Watt còn cố gắng tự tìm hiểu các hoạt động chế tạo máy móc ngay trong chính công xưởng của người cha. Ông tự thao tác với các công cụ và dần dần trở thành một người thợ lành nghề. Ông vừa là thợ mộc, vừa là thợ nguội, vừa là thợ tiện, thợ đúc. Các bí quyết chế tạo các loại máy móc và các dụng cụ hàng hải, kính viễn vọng, la bàn, James Watt đều đã nắm chắc trong tay.
James Watt đã trải qua thời niên thiếu một cách vô cùng nghị lực như vậy. Bệnh tật và sự yếu ớt không thể ngăn được lòng say mê nghiên cứu và sáng tạo của James. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh đã bước vào giai đoạn sôi nổi, cũng không thể đứng ngoài cuộc. Ông lao vào nghiên cứu và quyết tâm hoàn thiện, cải tiến máy hơi nước cũ, được sáng chế bởi Newcomen từ những năm đầu thế kỷ 18. Dập cuối cùng vào năm 1765, ông đã chế tạo thành công chiếc máy hơi nước, giảm được 3/4 lượng than tiêu thụ so với máy hơi nước Newcomen. Thời đại máy hơi nước. Để rồi năm 1782, đã cho ra đời cỗ máy hơi nước mới kiểu song động. Cũng trong năm này, cỗ máy hơi nước chuyển động cũng được cấp bằng sáng chế độc quyền. Máy hơi nước ngày càng có tính thực dụng và được dùng rộng rãi, được gọi là máy hơi nước vạn năng. Năm 1790, lúc này thì Watt đã hoàn thành toàn bộ quá trình phát minh ra máy hơi nước của mình. Đây là một bước đại nhảy vọt trong kỹ thuật sản xuất của loài người. Nhân loại đã bắt đầu tiến vào thời đại máy hơi nước. Máy hơi nước của James Watt có thể ứng dụng được trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các công xưởng khắp nơi trên nước Anh đua nhau đặt hàng loại máy tiện ích này. Quả thực, theo thống kê, thì trong năm 1825, tổng số lượng máy hơi nước của nước Anh đã lên tới hơn 15.000. Máy hơi nước đã tham gia vào việc nâng cao năng suất sản xuất cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như ngành dệt, ngành luyện kim, ngành cơ khí, ngành vận tải giao thông. Diện mạo nước Anh thay đổi từng ngày từ khi có máy hơi nước. Chúng ta vừa xem xong đoạn video nói về phát minh máy hơi nước của James Watt. Hay quá phải không các em? Thì việc mà máy hơi nước được ra đời cũng đã làm cho ngành công nghiệp ở nước Anh phát triển vượt bậc. Rồi bây giờ mà các em viết bài nhé. Các em có thể dừng video để viết bài cho dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là giao thông vận tải. Việc máy hơi nước ra đời cũng làm cho ngành giao thông vận tải phát triển nhanh chóng. Vậy thì tại sao cần phải phát triển giao thông vận tải? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Các em sẽ có 30 giây để suy nghĩ nhé. 30 giây bắt đầu. Cần phải phát triển giao thông vận tải vì do lúc này công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp đã phát triển, sản xuất, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng, cho nên việc chuyên chở hàng hóa, sản vật từ vùng này sang vùng khác, từ nước này sang nước khác đòi hỏi phải được nhanh hơn, đi xa hơn và chở được nhiều hơn. Các em hãy trình bày những thành tựu trong giao thông vận tải. Thì trong giao thông vận tải có những thành tựu vượt bậc nào? Như chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước, về đường bộ thì có xe lửa với đầu máy chạy bằng hơi nước của George Stephenson. Thành tựu về xe lửa, đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước. Ở đường thủy thì có tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước của Fulton đã phát minh ra tàu thủy. Năm 1803, Fulton hoàn thành con tàu dài 23m, rộng 2m4. Con tàu bỏ neo trên dòng sông Seine nhưng rồi bị vỡ đôi trước khi chạy thử. Và đến năm 1807, Fulton đã đóng một con tàu khác chạy bằng động cơ hơi nước, chở 40 hành khách khứ hồi từ New York đến Albany. Tàu chạy được 150 dặm trong 32 giờ, tốc độ ngược dòng là 5 dặm một giờ, và Fulton đã cho bao phủ các buồng máy và lập ra các phòng khách có giường ngủ và dụng cụ bếp. Đến tháng 9 năm 1807, thì công ty tàu thủy trên sông Hudson đã được hình thành và bắt đầu có những chuyến tàu theo thời biểu và giá vé từ New York đến Albany là 7 Mỹ Kim. Đến năm 1850, thì vỏ tàu được làm bằng sắt và có gắn chân vịt. Sau đây, cô mời các em
theo dõi một đoạn video nói về phát minh tàu thủy của Robert Fulton. Robert Fulton là một kỹ sư và nhà phát minh người Mỹ, được biết đến với vai trò là người phát minh và thương mại thành công chiếc tàu hơi nước đầu tiên trên thế giới. Robert Fulton sinh ngày 14 tháng 11 năm 1765 trong một trang trại ở Little Grand, tiểu bang Pennsylvania của nước Mỹ. Cha của ông là người gốc Ireland, di cư đến Philadelphia. Fulton bắt đầu dành nhiều thời gian trong lò rèn cũ ở rìa thành phố, lục lọi trong các dụng cụ, thu thập đủ loại đồ. Và ở tuổi 13, ông đã tự mình phát thảo bản vẽ chiếc thuyền đầu tiên trên thế giới có gắn động cơ. Sau khi tốt nghiệp, Robert Fulton quyết định thực hiện một hành trình dài từ Mỹ sang Anh. Thời đó, thủ đô của xứ sở sương mù được mệnh danh là kinh đô của những sáng tạo kỹ thuật. Môi trường mới để giúp giấc mơ về một con tàu có gắn động cơ của Robert Fulton bắt đầu có hình dạng thực sự. Năm 1793, bản vẽ đầu tiên của con tàu đã được đệ trình lên chính phủ nước Anh, nhưng dường như giới chức nước này không mặn mà với dự án đi trước thời đại của Fulton. Không đáng đồng, ông vẫn tiếp tục hoàn thiện dự án của mình. Đến năm 1797, ông chuyển đến Paris, nước Pháp. Tại kinh đô ánh sáng, Fulton đã học tiếng Đức và tiếng Pháp, nâng cao kiến thức về hóa học, kỹ thuật và toán học. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, đến mùa xuân năm 1803, chiếc tàu đầu tiên trên thế giới chạy bằng động cơ hơi nước đã chính thức xuất hiện trên sông Seine của nước Pháp. Thân tàu dài 66 feet, dầm 8 feet. Tiếc là phần thân tàu quá yếu để có thể chở một khối lượng lớn các máy móc, nên chẳng bao lâu sau, tàu đã bị vỡ làm đôi và chìm xuống đáy sông. Fulton nhanh chóng chỉ đạo các cộng sự của mình khắc phục thiệt hại và khẩn trương làm lại con tàu. Tháng 6 năm 1803, công cuộc chỉnh sửa hoàn tất, và đến ngày 9 tháng 8 năm đó, con tàu mới được hạ thủy trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Vào thời điểm này, tàu của Fulton di chuyển chậm, khoảng 3-4 dặm một giờ, tương đương 6 km/h. Tuy nhiên, đây thật sự là một sự thành công lớn, tạo tiền đề quan trọng cho các thế hệ tàu gắn động cơ sau này. Sau nhiều cố gắng, đến tháng 8 năm 1807, chiếc tàu hơi nước đã sẵn sàng cho một cuộc thử nghiệm mới. Robert Fulton gọi chiếc tàu này là Clermont. Clermont nặng gần 400 tấn. Trên tàu được trang bị nội thất tiện nghi và sang trọng. Tàu chạy vận tốc 5-6 dặm một giờ và có thể di chuyển thuận lợi qua các xoáy nước. Đến năm 1812, Fulton thiết kế một con tàu hơi nước dành cho chiến tranh. Con tàu này được gọi là Fulton the First. Nó có thân tàu đôi dài 156 feet, rộng 56 feet, sâu 20 feet, nặng 2.475 tấn. Chi phí ước tính là $320,000. Nó có khả năng chạy được 53 dặm, tương đương 85 km trong 8 giờ 20 phút. Vào tháng 9 năm 1814, con tàu được ra biển và chiến đấu. Tốc độ di chuyển của tàu là 5,5 dặm một giờ, khoảng 8,8 km. Tàu được trang bị các máy bơm nước lớn để làm ướt đạn dược của kẻ thù, cùng với đó là các khẩu súng trọng lượng 100 pound, trang bị ở độ sâu 10 feet dưới nước. Đây thật sự là một cỗ máy chiến tranh. Và phương tiện giao thông tiếp theo đó là đường hàng không, máy bay ra đời. Và ngày 17 tháng 12 năm 1903, tại đồi Kew Diver ở thị trấn Kitty Hawk, bang North Carolina của Mỹ, thì hai anh em nhà Wright đã phát minh ra máy bay đầu tiên trên thế giới. Các em có thể theo dõi thêm, tìm hiểu thêm về thông tin phát minh ra máy bay theo đường link ở bên dưới slide cô đã để sẵn nhé. Đây là hình ảnh hai anh em nhà Wright với chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới. Cô mời các em ghi bài về giao thông vận tải. Chúng ta sẽ xem phần 3 nhỏ, thông tin liên lạc. Lúc này, máy điện tín được phát minh ở Nga và Mỹ. Và người phát minh ra máy điện tín là Samuel Fleischer Wilson Morse. Ông là một nhà họa sĩ chuyên môn, chứ không phải là một nhà chế tạo máy móc. Và ông đã dùng
các vật liệu từ ngành họa sĩ của mình để phát minh ra máy điện tín đầu tiên trên thế giới. Đến năm 1837 thì Morse đã hoàn chỉnh máy điện tín và hoàn tất cuốn từ điển mật mã chấm nét. Đến tháng 5 năm 1844, tại Điện Quốc hội Mỹ, Morse đã phát điện tín đầu tiên bằng mật mã chấm nét. Đến năm 1851, Mỹ có trên 50 công ty điện tín. À, các em có thấy hình của Morse, tại sao ông lại mặc quân phục và có nhiều huy chương như vậy? Là vì ông đã tham gia vào cuộc nội chiến của nước Mỹ năm 1861. Mời các em xem một đoạn phim sau nhé. Đoạn phim nói về phát minh máy điện tín và mã Morse. Mã Morse được xem là một phát minh vĩ đại của thế kỷ 19. Nó được sử dụng phổ biến trong Thế chiến 1 và đã tạo ra một cuộc chiến mang tên giải mã thông tin. Điều đặc biệt là nó không được phát minh bởi một người liên quan đến kỹ thuật mà do một họa sĩ phát minh ra. Samuel Morse, tên đầy đủ là Samuel Philibris Morse, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1791 tại Georgetown, Massachusetts, Hoa Kỳ. Ông là con trai của nhà địa lý học và giáo sĩ công giáo Jedediah Morse. Từ nhỏ, Morse đã được học tập bài bản tại Học viện Phillips ở Andover, Massachusetts. Thời gian vợ mất, Morse ở xa nhà, thế nên tin tức vợ ông qua đời được truyền qua thư tay. Điều này làm chậm trễ thông tin khiến ông không thể gặp vợ mình lần cuối. Chính vì vậy, Morse luôn đau đớn và ân hận. Và cũng chính điều đó đã thôi thúc ông đến với niềm đam mê khám phá mới, khác hoàn toàn với hội họa, đó là điện báo. Phát minh ra mã Morse. Trong tháng 11 năm 1829, và thực hiện một tour du lịch kéo dài 3 năm tới châu Âu, đến thăm bạn Lafayette và tiểu thuyết gia James Fenimore Cooper. Ở đó, ông đồng thời nghiên cứu nghệ thuật cũng như điện báo. Trong năm này, Morse bắt đầu nghiên cứu những phương pháp mã hóa ký tự. Đây có thể hiểu là một phương pháp truyền đạt ý tưởng của mình theo những cách đặc biệt mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Đến năm 1832, Morse bắt đầu nghiên cứu mã hóa ký tự theo các dấu chấm, dấu gạch và nảy ra ý tưởng truyền đi các thông điệp đã được mã hóa bằng cách gửi xung điện, được gọi là mã Morse. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa thành các phần tử dài là dấu gạch và ngắn là dấu chấm để biểu diễn một thông điệp. Tín hiệu có thể được truyền tải thông qua tín hiệu radio thường xuyên bằng việc bật và tắt một xung điện qua một cáp viễn thông, một tín hiệu cơ hay ánh sáng. Năm 1838, Samuel Morse cùng với người trợ lý của mình, Alfred Vowell, đã cho ra mắt một thiết bị có thể gửi tin nhắn đi rất xa chỉ trong chớp mắt. Đó chính là chiếc máy điện báo. Chiếc máy này cùng với mã Morse kết hợp với nhau đã tạo nên hệ thống tin nhắn điện báo truyền khắp một cách nhanh chóng. Thời gian đó, Samuel Morse đã trình bày phát minh của mình trước tất cả mọi người và sáng chế của ông đã gây được tiếng vang lớn bởi tốc độ truyền tin tối ưu. Năm 1840, Morse được cấp bằng sáng chế cho thiết bị của mình. Đến năm 1844, ông trình diễn khả năng của máy điện báo bằng cách gửi thông điệp What Hath God Wrought, tạo phẩm của Chúa cho Quốc hội Hoa Kỳ. Tiếp theo, về thông tin liên lạc là phát minh ra điện thoại. Alexander Graham Bell là người đã phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới. Cô mời các em xem một đoạn video nói về việc phát minh ra điện thoại. Ý tưởng về chiếc điện thoại được tranh luận từ năm 1844, nhưng phải hơn 30 năm sau, con người mới biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Những năm đầu thế kỷ 19, công nghệ hiện đại nhất chính là bảng mã điện báo Morse. Tuy nhiên, việc truyền tiếng nói điện tử trong một khoảng cách xa luôn là khái niệm cuốn hút người đàn ông này. Alexander Graham Bell sinh ra tại Edinburgh, nơi được mệnh danh là Athens phương Bắc.
Một ngày mùa hè năm 1873, Alexander Graham Bell và người cộng sự của mình là Thomas Watson làm thí nghiệm về máy điện báo phức hợp. Ông cho rằng âm thanh có thể được truyền đi thông qua dòng điện. Một buổi tối năm 1875, trong khi thực hiện các thí nghiệm, Graham Bell sơ ý làm đổ chai đựng axit. Theo phản xạ, ông hét lên vào chiếc máy nói: "Watson, hỏng rồi, anh có gọi ngay nhé." Đó là khởi nguồn của một phát minh làm thay đổi nhân loại. Những âm thanh đầu tiên được phát đi từ chiếc điện thoại thô sơ nhất của loài người. Ngày 10 tháng 3 năm 1876, Alexander Graham Bell đã thực hiện được ý tưởng dùng điện để dẫn truyền tiếng nói của con người. Phát minh này đã được ông đăng ký bằng sáng chế cũng vào năm đó. Chiếc điện thoại lần đầu ra mắt công chúng tại triển lãm kỷ niệm 100 năm Philadelphia ở Pennsylvania. Ngày hôm đó, ông đã chuyển âm thanh nghe rõ ràng trên một sợi dây nối giữa Cambridge và Salem, Massachusetts. Thiết kế này dùng cho máy phát và máy thu đã trở thành chuẩn cho các thiết bị thương mại vào năm 1877. Tuyệt vời quá phải không các em? Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái phương tiện thông tin liên lạc khác, đó chính là radar. Vậy thì radar là gì? Radar là thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Radio Direction and Ranging. Đây là một hệ thống dò tìm sử dụng sóng vô tuyến để xác định khoảng cách, góc phương vị hoặc vận tốc của các đối tượng, có thể được sử dụng để phát hiện khí cụ bay, tàu thủy, thiết bị vũ trụ, tên lửa tự hành, phương tiện cơ giới, hình thái, v.v. Vậy thì ai là người đã phát minh radar? Vào năm 1935, nhà khoa học Robert Watson đã chế tạo ra hệ thống radar hoàn chỉnh đầu tiên giúp phát hiện máy bay từ xa. Và sáng chế này đã giúp cho nước Anh chống lại những cuộc tấn công trên không bằng máy bay của quân đội Đức trong Thế chiến thứ hai. Các em có thể tìm hiểu thêm về việc phát minh ra radar qua đường link ở bên dưới nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bước vào một cái phương diện mới, đó là điện ảnh, mà gọi là nghệ thuật thứ bảy. Thì trước kia người ta sử dụng phim, đã làm ra phim là phim không có tiếng nói và không màu. Thì bộ phim không có tiếng nói và không có màu nổi tiếng thế giới đó là phim hài Sạc Lô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải trí một chút xíu về phim hài Sạc Lô nhé. Bộ phim rất là hài hước phải không các em? Một cuộc đấu boxing trên võ đài, có 102 trên thế giới. Và tiếp theo là sự tiến bộ trong điện ảnh. Người ta sản xuất ra phim có tiếng nói và có màu. Mời các em tiếp tục xem một đoạn phim, cũng phim hài Sạc Lô, nhưng mà bộ phim này
có tiếng nói và có màu nhé. Tiếng nói có nghĩa là thu được, lòng được tiếng nói của diễn viên đó các em. Thật là vui không các em, khi mà Sạc Lô là bộ phim nổi tiếng nhất thế giới và mọi người đều rất yêu thích bộ phim này. Bây giờ cô mời các em viết bài phần 3 nhỏ thông tin liên lạc và điện ảnh. Hôm nay bài học hôm nay của chúng ta được xem nhiều video rất là hay, rất là bổ ích và lại vui nữa nha. Chúng ta đi qua phần tiếp theo, đó là phần nông nghiệp. Thì trong nông nghiệp có những tiến bộ gì? Mời các em tìm hiểu sách giáo khoa trang 52 nhé. Phần này là phần tự học của các em. Mời các em viết bài phần 4 nhỏ nông nghiệp. Chúng ta sẽ bước qua phần tiếp theo, đó là về quân sự. Về mặt quân sự, nhiều vũ khí mới đã được sản xuất. Đó là những loại vũ khí nào? Súng trường của Pháp bắn nhanh và xa. Đây là hình ảnh súng trường của Pháp năm 1866. Rồi có pháo và có ngư lôi. Bên cạnh đó, khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương. Đây là hình ảnh của những chiếc khí cầu. Cô mời các em tìm hiểu về ngư lôi. Ngư lôi là gì? Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái cấu tạo và hoạt động của ngư lôi như thế nào. Mời các bạn theo dõi video. Thưa các bạn, ngư lôi là một loại vũ khí tự di chuyển trong nước. Bên trong nó có mang thuốc nổ lao vào đáy tàu thuyền của đối phương. Ngư lôi là đạn chính của tàu ngầm tấn công và các loại tàu phóng lôi. Ngoài ra còn có thể được bắn từ tàu nổi và máy bay. Đừng nhầm lẫn ngư lôi với thủy lôi. Thủy lôi hay còn gọi là mìn hải quân là một loại mìn đặt xuống nước để tiêu diệt các loại tàu thuyền của đối phương. Sau khi được gài, chúng sẽ nằm chờ và cho đến khi tàu thuyền đối phương đi qua và phát nổ. Ngư lôi thuộc nhóm đạn tự hành, tiếng Anh là torpedo. Có thể có điều khiển hoặc là không, được bắn từ cái ống phóng lôi. Phổ biến nhất là bắn bằng năng lượng khí nén hoặc được phóng không cần ống, ví dụ như từ máy bay. Ngư lôi chính là khắc tinh của các loại tàu thuyền nói chung, bao gồm cả tàu ngầm và tàu nổi. Một quả ngư lôi to nhất hiện nay có thể dài tới cả chục mét và nặng vài tấn. Ngư lôi ngày nay có hình trụ rất dài, có máy tự đẩy và có thể mang theo đầu đạn chứa nhiều thuốc nổ. Ngư lôi mang đầu đạn từ vài chục, vài trăm, thậm chí đến cả tấn thuốc nổ và loại nặng hơn có thể là mang theo đầu đạn hạt nhân. Cô xin giới thiệu với các em chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt. Mời các em xem đoạn video nói về các chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt được sử dụng trong chiến tranh nhé. Các trận hải chiến vào đầu thế kỷ 20 đã đánh dấu sự phát triển của hải quân trong suốt nhiều thập kỷ. Những pháo đài kim loại khổng lồ, những tử thần sinh ra từ biển rộng, vào những năm 80 của thế kỷ 19, pháo bắn ra đạn nổ hay đạn cháy đã trở thành mối đe dọa khôn lường dành cho các tàu chiến làm bằng gỗ thường thấy lúc bấy giờ. Và loại vũ khí này đã nhanh chóng phổ biến sau sự ra đời của pháo 203mm như là một loại vũ khí tàu chiến tiêu chuẩn của Pháp và Mỹ vào năm 1841.
dù tàu vỏ gỗ cũng chịu đựng đạn pháo khá tốt. Nhưng sự phát triển của đạn nổ công suất cao đã khiến việc thiết kế vỏ giáp bọc sắt cho tàu chiến là vô cùng cấp thiết. Năm 1859, Hải quân Pháp đưa vào sử dụng chiếc tàu vỏ sắt đầu tiên trên thế giới mang tên Glory. Trái tim của con tàu là 8 động cơ nồi hơi đốt bằng than, công suất 2.500 mã lực. Bên cạnh đó, còn 3 cột buồm dự phòng, đặc biệt của Glory đương nhiên là lớp vỏ sắt, với chỗ dày nhất lên tới 120mm, bọc ngoài thân gỗ dày 430mm. Chúng được quảng cáo là có thể chống lại sức cục phá của những loại pháo hạng hạng nặng bắn đạn nổ vốn dễ dàng xuyên thủng các tàu vỏ gỗ lúc bấy giờ. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho nền công nghiệp đóng tàu thế giới. Song song với đó, công nghệ chế tạo vũ khí đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, cho phép chế tạo những khẩu pháo lớn hơn và bắn xa hơn nữa. Tháng 9. Đó là tàu vỏ thép của Mỹ. Bây giờ mời các em xem tiếp tục tàu vỏ thép chiến hạm của Anh. Đến năm 1860, Hải quân Hoàng gia Anh đưa vào sử dụng tàu khu trục vỏ sắt đầu tiên của họ mang tên HMS Warrior. Tàu có lượng giãn nước toàn tải tới 9.284 tấn. HMS Warrior đã tạo tiền đề cho sự phát triển của các tàu chiến có lượng giãn nước ngày càng lớn hơn về sau. Hải quân Hoàng gia Anh tiếp tục dẫn đầu trong việc phát triển các tàu chiến ngày càng khủng hơn. Họ cùng Pháp khởi động một chương trình chế tạo tàu bọc sắt mới, cũng như chuyển đổi các tàu chiến chân vịt hiện có thành những tàu hộ tống bọc sắt. Trong vòng 2 năm, Ý, Áo, Tây Ban Nha và Nga đều đặt hàng các loại tàu chiến bọc sắt này. Trận Hampton Roads trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ là lần đầu tiên các chiến hạm bọc sắt giao chiến với nhau. Đến giữa những năm 1870, thép được sử dụng làm vật liệu chế tạo cùng với sắt và gỗ. Thiết giáp hạm Redoutable của Hải quân Pháp hạ thủy vào năm 1876, trở thành thiết giáp hạm đầu tiên trên thế giới sử dụng thép như vật liệu chế tạo chủ yếu. Đến năm 1890, thì họ đưa vào sử dụng loại tàu chiến có tên là tiền thiết giáp hạm. Các bạn có thể thấy, chúng là những con tàu có vỏ thép dày, trang bị pháo hỗn hợp các cỡ trên những thác pháo xoay và không có buồng. Với lượng từ khi ra đời, thì loại tàu chiến này thực sự đã trở thành những cỗ máy chiến tranh đáng sợ. Mời các em viết bài phần số 5 quân sự. Khoa học kỹ thuật tiến bộ được ứng dụng vào các ngành sản xuất giúp cho đời sống được nâng cao, nhưng bên cạnh đó nó cũng ứng dụng vào trong quân sự, thì phát minh ra những loại vũ khí khủng khiếp các em nhỉ. Vậy thì vì sao thế kỷ 19 được gọi là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ nè. Vì lúc bấy giờ sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để làm gì các em? Để chế tạo máy móc nè. Rồi để làm gì nữa? Để làm đường ray xe lửa nè. Để đóng tàu nè, vân vân. Và thứ hai là máy móc là cơ sở vật chất và kỹ thuật cho sự chuyển biến từ công trường thủ công đi lên công nghiệp cơ khí. Điều thứ ba nữa là máy hơi nước được sử dụng trong tất cả các ngành như là công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và trong cả quân sự luôn. Vì vậy, có thể kết luận thế kỷ 19 được gọi là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước. Vậy thì máy móc ra đời có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với xã hội loài người? Máy móc ra đời là cơ sở cho sự chuyển biến từ công trường thủ công, tức là làm bằng tay nhỏ lẻ đó các em, chuyển sang công nghiệp cơ khí lớn và đưa nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nền văn minh công nghiệp. Bài học hôm nay về phần 1 La Mã đến đây là hết.
các em về nhà viết bài và học bài. Đồng thời, các em sẽ chuẩn bị phần 2 la mã và 3 la mã, đọc sách giáo khoa, trang 53, 54, 55 và trang 109, 110, 111, 112. Bài học hôm nay khá là dài các em nhỉ? Nhưng mà được cái là mình có xem nhiều video, rất là thú vị. Rồi, cô cảm ơn các em. Chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé. Bye bye các em.